Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Hiện tại tôi đang là giám đốc của GCC Việt Nam và tôi là người chủ giảng của chương trình đào tạo Vui Email Marketing. Đây là bài thứ nhất, bài mà chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về email, bài mà chúng ta cùng bàn với nhau về marketing và cùng bàn về sale, về bán hàng. Tôi không biết rằng bạn đã có kiến thức nền tảng như thế nào về bán hàng, và tôi thực sự cũng không quan tâm nhiều đến điều đó. Và bây giờ tôi muốn rằng, dù bạn đã có kiến thức như thế nào về bán hàng và về email, thì hãy gạt bỏ toàn bộ nó đi để bạn chính xác là một trang giấy trắng. Bởi những kiến thức mà tôi chia sẻ, có thể nó sẽ khác với những gì mà bạn đã biết. Nếu như bạn sẽ giữ những gì mà bạn biết, thì chắc chắn những kiến thức mà tôi chia sẻ thì bạn sẽ không đón nhận nó một cách 100%. Nên để làm hành động này, hãy lấy một tờ giấy trắng. Hãy sử dụng một tờ giấy A4 hoặc một quyển sổ có giấy trắng và hãy sử dụng bút gồm có bút chì, bút màu để sẵn sàng bước vào khóa học Email Marketing, Vua Email Marketing. Ok? Nếu bạn đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, trong quá trình bán hàng thì hãy nhớ có rất nhiều người viết về quy trình bán hàng, nhưng với quy trình mà tôi muốn trao đổi với bạn thì có 4 bước như sau. Bước thứ nhất là No. Bước thứ hai đó là Like. Bước thứ ba là Trust. Và bước thứ ba là Buy. Xin lỗi, bước thứ bốn là Buy. No, Like, Trust, Buy. Tức là khách hàng biết đến sản phẩm của chúng ta, khách hàng thích sản phẩm của chúng ta và khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của chúng ta. Và đến yếu tố thứ tư khi mà họ mua sản phẩm của chúng ta. No, Like, Trust, Buy. Vậy đâu là marketing và đâu là bán hàng trong quy trình 4 bước này? Ok, tôi phân loại. Bước thứ nhất, bước No, tức là làm sao để khách hàng biết được đến sản phẩm của chúng ta. Làm sao để khách hàng nhận được thông tin rằng có một sản phẩm này có thể giúp họ giải quyết vấn đề này. Để họ biết thôi. Thì đấy là marketing, đấy chính là marketing. Thế làm sao để họ thích cái sản phẩm của mình, họ thấy ấn tượng với sản phẩm của mình, họ quan tâm sản phẩm của mình. Đây là bước làm cho họ like, làm cho họ like. Đây cũng là marketing. Và bước thứ ba là bước đỉnh cao của marketing, đó là khiến người ta trust, người ta thực sự tin tưởng vào sản phẩm của mình ngay cả khi họ chưa mua sản phẩm của mình. Đây là bước đỉnh cao và đây là đỉnh cao trong marketing, nên nó thuộc vào bước marketing. Vậy có 3 bước thuộc về marketing. Còn bước cuối cùng là bước sale, đó là bước buy. No, Like, Trust, Buy. Thì bước buy chính là bước sale, chính là bước bán hàng. Ok, marketing đi trước việc bán hàng. Marketing đi trước việc bán hàng. Marketing đó là cho khách hàng biết được rằng vấn đề của họ hoàn toàn có thể được giải quyết. Và hãy yên tâm đi, giải pháp của tôi có thể giải quyết được vấn đề của bạn. Đấy là marketing. Còn bán hàng nó gì ạ? Còn bán hàng đó là bạn yên tâm rồi, bạn yêu mến rồi, bạn thích sản phẩm của tôi rồi, thì bạn thực sự muốn giải quyết nó thì phải là bán hàng, phải đi đến cái bước là sale, là bước mua hàng. Khách hàng chỉ thực sự giải quyết được vấn đề khi họ mua hàng. Còn nếu như họ chỉ được tiếp cận với 3 bước marketing thì họ chỉ biết được cách để giải quyết vấn đề mà thôi. Nhưng biết không phải là tất cả. Nếu họ chỉ biết thôi thì vấn đề của họ vẫn tồn tại, không thể được giải quyết. Nhưng nếu họ đi thêm một bước nữa là bước buy, tức là mua hàng, thì vấn đề của họ chính xác sẽ được giải quyết. No, Like, Trust, Buy. 4 bước bán hàng cực kỳ là tuyệt vời. Ok, video 1 chúng ta chỉ tạm dừng ở đây thôi. Hãy ghi xuống 4 bước và hãy đánh dấu màu khác nhau. Và hãy search trên Internet những cái từ khóa là No, Like, Trust, Buy để mở rộng thêm vấn đề. Chắc chắn bạn sẽ hiểu cực kỳ sâu sắc và thấy nó cực kỳ là hay. Hẹn gặp lại các bạn vào video thứ 2. Thank you.